Alo, em shop Phường Đồng Ý chào anh em nha. Đó, em còn hai con áo mưa nha. Em bán thanh lý cho anh em một con chỉ giá là 1,5 triệu thôi nha. Một con này em bán 1,5 triệu một con nha anh em. Đó, em bán thanh lý cho anh em nha. Con này anh em có thể mặc chống gió được nha. Anh em mặc đi mưa vẫn được, mặc áo mưa, rồi làm áo khoác rồi làm áo mưa luôn nha ha. Em có hai con. Đó, con bên đây thì size của nó là size medium. Với salad, salad thì anh em người nhỏ ký thì anh em mặc con này. Con này size XL nha ha, bự hơn tí. Đó, XL. Đó ha, có một con nhỏ và một con bự nha. Anh em thích con nào thì em lên lấy con đó. Thì áo mưa thì đa số anh em phải mặc rộng ha, rộng mới bà nó mới vừa cái người anh em ha. Đó, hiện tại có hai con áo mưa này em bán thanh lý nha, hàng mới 100% bao lũng rách cho anh em luôn nha. Đó. Bao lũng rách luôn, mới tinh luôn nha anh em. Mới chưa sử dụng luôn nha. Giá của nó là mà 1,5 triệu nha, em bán 1,5 triệu. Đó, bằng cái áo mưa anh em thiệt, anh em đi mua ra ngoài ngoài shop anh em mua luôn á. Mà cái này nó là hàng Mỹ nữa, chất lượng nữa ha. Đó, chắc vải là vải vải của nó rất là ngon, không phải là vải dù vải gì nha anh em. Vải của nó nè, anh em xem nè. Nó vải chống mưa luôn nha, vải ni lông nhưng chắc ni lông của nó là chống mưa luôn nha. Ở trong nó đến 3 4 lớp luôn nha anh em. Hàng rất là đẹp luôn nè, anh em xem mà ha. 3 4 lớp luôn ha anh em, để chống nước vô ha. Đó, túi đồ cũng rất là nhiều luôn ha, nách nè, có xẻ nách đồ đầy đủ nè. Con này em bán giá chỉ có 1,5 triệu thôi, anh em là nhanh tay thì em, mà còn hai con thì em bán nha. Đó.